manh tụ, à manh tụ, manh tụ buổi thứ bảy không người bài tập cho cô rồi, buổi trước manh tụ cũng không gửi, có nghĩa là manh tụ chưa một lần nhắn tin cho cô phải không manh tụ? Ừ. Lần trước cũng không gửi và cô hỏi không trả lời luôn. Mà thế này điểm duyên thì bạn nhắn vào học chán là có tham gia học nhưng mà cũng không trả lời. Mà đã cô đã nói bữa trước là học là phải nghiêm túc mà. Bạn phàm duyên. À, giờ đã đi học để cô lưu ý ở đây. Bữa bữa cũng phải nói nhiều từ khi mọi dư đúng không? Để cô trao đổi với cô mới xem nào. Duyên, phàm duyên. Lý do gì em không người bài tập? Quên à? Nhớ, nhớ bài tập. Nhiều bài tập của ai đó? Em làm chắc bài ấy giờ tán rồi cũng. Ừ. Bảo Ngọc thế sao? Em bây giờ em cái này mẹ gửi cho cậu tay em từng thứ sáu mới học cái À. nào như Em tưởng thứ sáu mới học hả? Ok. Thế thì hôm trước là chúng ta học về mạo từ ở, ấn và giờ. Nắm bạ bộ bàn không gửi bài tập thì để tí nữa cô sẽ nhắn một lần luôn, bởi vì để tổng kết đợt, đợt thì chúng ta sẽ có mấy lần không gửi bài tập à, để thống kê. Thì các bạn gửi bài tập tới điểm như thế này này, hai anh năm phượng nhớ điểm ạ. À, nhớ điểm thôi là cố lấy điểm bài tập luôn, không thôi cố lại quên nhớ điểm của mình nhá. Hai anh năm Phương Linh tám, Mai Chí ba, Dũng bảy, Đài năm, Phúc Hải tám, Khắc Thiều bảy, Anh Sơn chín, Phương Nhi chín, Tuệ Anh 10, Hoàng Bảo tám, Thảo Đán 10, Phương Thanh 9, Hà Anh 4, Thuy Tiến 6, Mai Trang 10, Nhật Thúy 8, Thiên Bảo 9, Quỷ Hứng 9, An Nguyên 8, Ngọc Trọng 10, Thục Quyến 10, Hà Án 10, Anh Quân 10, Minh Hằng 10, Mạnh Vũ 10, Phương Thủy 7 và Trần Duyên 10. Đó là điểm bài tập của các bạn, thì hầu hết các bạn làm đều đạt chỉ mới là chỉ sai có một câu, trong khi đó có mấy bạn là bị sai khá nhiều như bạn Nguyễn Hà Anh, rồi bạn Phán Hà Anh, bạn Mai Chi, bạn Đại là những bạn sai tương đối. À, bây giờ cô sẽ mời bạn Phương Linh nào, Phương Linh bật mic lên nhắc lại cho cô khi nào chúng ta dùng mạo từ ơ và ân. Ngoài trường bàn hơi mấy chưa? Đó. Khắc hiểu nào. Dạ khi Hiểu. ta dùng em tôi có là khi ta dùng ở là từ đó là trước trước một ta dùng ở trước một danh từ đó là một danh từ đếm được và là danh từ số ít bắt bắt đầu bằng bắt đầu bằng phụ âm Anh. ấn thì ta ấn thì cũng dùng như ở nhưng mà từ bắt đầu là một nguyên âm Ừ. Khác thì vừa nãy làm bài tập thì chỉ ghi đơn giản ở ăn giờ nữa. Cô không nhớ à. em gửi vội quá À, vội em là à, đáp án cô chậm đó nó cũng viêm có đây nên là cô không nhớ mong bạn vậy không thì thôi nó có sai thêm câu nào nữa hay không. dạ Ok mời bạn An Nguyễn à, nếu cho cô cách dùng giờ. Trần Duyên là hãy vào học buồn hơn Trần Duyên nhá. Lần nào Trần Duyên cũng vào buồn cả. Cách dùng giờ nào, An Nguyễn nào. An Nguyễn. Điểm duyên có rồi mà. Minh Hằng nào.
Minh Nhàng. Sử dụng giờ em thừa có là giờ được sử dụng đúng trước danh từ đếm được và không đếm được. Chúng ta gọi là mà tôi xác định vì nó đứng trước danh từ mà cả người nói và người nghe đều biết. Ok, cô tức thế á, chỉ đơn giản thế thế à ha. Giờ được sử dụng trong số sinh nhật, dùng để nói về một đối tượng, một địa điểm đặc biệt tồn tại duy nhất, dùng để chỉ một nhóm người, giai cấp xã hội, dùng với một số tên cụ giá thuộc tổ hợp hoặc đền bá. Ok, thank you. Đó là cái dùng màu từ ơ, ân và giờ. Các bạn đã nhắc lại. Thì trong cái bài tập chúng ta về nhà làm ở đây có khá nhiều điểm 9 và điểm 10. Trong khi đó vẫn bị một số bạn là sai. Đó. Cái câu thứ nhất mà cũng sai luôn. Câu thứ nhất vào liền sai luôn đấy. Có từ là gì? Là cấu trúc so sánh nhất. Thì ở đấy phải điền là chữ gì? Ai sai câu một rồi thử làm lại xem mình thử sai cái gì nào. Ví dụ như bạn Hà Ánh là lúc đầu là sai sau cô gạch đỏ xong nó gửi lại đúng cả, bởi vì là khi đó mình nhìn thấy vậy. Ừ. Anh Quấn đó, cô một cháu thì đến gì? Người có là đến giờ. Ok, thank you. Đó. Câu thứ hai, chúng ta có này, City. Major City là một thành phố, thì chúng ta đến ở. Đó. Câu này thì hầu như đúng, chỉ có bạn gì nhật đến ăn rồi đấy. Không hiểu lý do tại sao đến ăn, mà cái cố kịp ghi ra cái bàn đó. Đến đó, xem lại đi ạ. Chữ này chữ mơ mà nó liên ăn được. Australia là công dân của Australia, nó bắt đầu là ở ân. Vì vậy chúng ta sẽ liên ân vào đây. Đó, cô đi nhảy nhá. Rồi tiếp câu thứ tư, tiếp tục là so sánh nhất. Vì vậy chúng ta sẽ liên giờ vào đây. Nhưng mà có bạn đến ơ đó. Câu dây nhật bạn lại làm sai rồi. Câu thứ năm thì unemployment thì phải là ở nay chị đó. Đấy thì không phải giảng nhiều. Câu thứ sáu chúng ta tiếp tục có un upside down un thì ở đây phải là ở s upside được xem xét như là, thì ở đây bạn thấy sơ là một phụ âm nhưng mà chúng ta sẽ dùng ở. Còn ở đây Olympic level là một cái cặp đồ mà người ta quy định rồi, ai không biết. Boxing in the Iceland. Vì vậy ở đây chúng ta cái này là cái người nói người nghe đều biết tới. Bây giờ chúng ta phải dùng giờ. Câu thứ 8. Câu thứ 8 mà vẫn có một người bị sai mà các bạn. Chúng ta có từ capital. What it mean? Who can? Capital, raise your hand, explain for me. Capital, what it mean? Xem nào, mời Phương Thánh đâu. Em vừa có là thủ đô. Nó thủ đô thì phải điên cái gì trước đây? Giờ Thầy thủ đô là chỉ có một của quốc gia đúng không? Nhưng có bạn này điên ơ rồi. Đó. Tiếp tục ta có này. Un is a. Thì ở đây sẽ là a country. Đó. Thì hầu như đa số cái này là không bị sai. Và đến số 10 cũng có hai ba người bị sai. À, hai ba người gì đó. Bây giờ mời bạn giải thích cho cô gái. Mời bạn Phương Thủy đó. Cô Mười đó. nhà em thì có câu 10 đã chọn câu ở Ừ, bây giờ em đi thôi. yeah, bởi ảnh bởi vì e thuộc về trong tư chúng ta đang dùng đó nghĩa là gì không? The United Kingdom là một vương quốc hay liên bang. Thì khi này bạn mái trá ngày đọc này cái chữ dùng giờ đó, nó đứng trước một vương quốc hoặc liên bang đó, thì phải dùng giờ. À, nên là ở đây bạn vẫn cứ tiếp tục nhầm lần này. Đấy là một
Cộng đồng châu Âu nữa. United Kingdom. Vì vậy là phải dùng giờ chứ không phải dùng ơ được. Đó. Cho nên là các bạn xem lại cái bài của mình nhá. Tại sao mình lại sai như vậy? Bây giờ chúng ta qua về bài ai cho ta. Ai cho ta thì cô đã nói ngay từ khi kết thúc buổi học là cô nói một người chỉ làm một bài thi duy nhất. Nhưng mà kết quả là lại nhiều hơn buổi học trước 20 người. Đó là có tận 79 lượt tham gia thi. Và điểm thì rất tệ à, cũng không hiểu lý do tại sao. Cho nên là học về quen rồi, vừa nãy cô ra một bài hơi khó là không biết đừng làm, mà liền làm theo kiểu là làm này bạn thấy này, điểm bình quân bạn xem cho cô cái này à, hầu như là sai, câu nào cũng sai, câu nào mà liền lường sai rất là lớn. Đây là điểm ạ à. Bạn nhìn điểm của mình, nhớ điểm của mình thì tỷ cô lấy điểm ạ à. Bảo Ngọc 2 điểm, Hà Anh 2 điểm, Trần Duyên 2 rưỡi, Phương Linh 1 điểm, Trung Dũng 2 điểm. Đó. Trần Duyên có 3 điểm thế này, Phương Linh có 3 1 điểm rưỡi, Tụ 2 điểm rưỡi, Thảo Đán 3 điểm, Đài 3 điểm. 3,5 cô. Hả? 3,5 cô. Đấy thầy ba đấy. 3,5 mới đúng. Thì tí nữa xem có bài nữa. Ừ. Đài 3 điểm này, Anh Sơn 5 điểm, Phạm Duyên số 10, Tùy Anh 7 điểm, 7 điểm là tương đối được các bạn ạ, hầu như 7 là cao nhất rồi. Phúc Hải 4, Minh Quân 3 rưỡi. Đó, còn tên gì gì á, tên gì hầu toàn không không cả, rồi Mai Trang số 10. Thấy chưa nào? Điểm Minh Quân là 2 điểm 5 tạ. Mà nhiều bạn là chưa thấy bài đâu này. Không hiểu là tại sao bạn này làm bài như vậy. Mà khắc hiểu chứ không vào làm bài à, khắc hiểu Em làm được 6 điểm quá, mà có tệ trong khắc đấy lắm cậu anh. hả? Tên em là gì? Hiểu quá. Nhưng mà có thầy đâu mà Em chơi quá, em thấy rồi, em nộp rồi, nó được thầy 6. một đấy chứ chỉ 6 điểm đấy chứ nó có tên này cả. Yeah. Nhập họ tên đầy đủ, lớp đầy đủ chứ có tên đâu mà được mấy bạn có tên. Có rắn mà vô lý đấy. Đó. Được mấy bạn em không? Rất nhiều bạn chưa thi. Cô ơi, cô, em cũng có thi, em cũng được 7 điểm đó mà. Tao mình không thấy tên em quá. Cô phân chấm tên cho anh dưới. Cô Vân xem thấy mọi người. Hai trang thì được không? Em thì được không? Đây, xem thêm đấy. Đây, ở đây là 79 này. Vì là gần qua có mấy chiếm 50 cái này. Như đến lượt đây này tiếp. Vì là do những cái tên là luôn vô trọng mà các bạn thấy vô lý đúng không? Cô đã nói lần trước là 50 lượt rồi, đã nói rồi. Nhưng mà giờ cuối cùng lại cứ tiếp tục 79 lượt. Như cô không biết đó là bằng năng. Đó. Đấy này. Điểm này mới để tên của chúng ta làm đấy đấy này. Cảm nhận là được 7 điểm mình tùy anh đó. Ngọc Trọng 7 điểm. Nó 81 lượt các bạn ạ. 81 lượt thí. Không hiểu cái bạn nào đó mà rảnh rồi đó. Đó. Nhớ điểm của mình ạ. Đó. Nhảy điểm của bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại. Tại sao 7 điểm là người cao nhất? Không có ai đạt 90 và xem thử là mình sai như thế nào nhá. Raise your hand if you know. Giờ tại phát biểu ạ. Number one, chúng ta phát biểu nhanh ạ. Raise your hand number one. Cô hỏi bạn Hà Ánh số 12 là vào chưa ấy? Chưa vào phải không? Bạn này liên tục vắng học này. Mà đấy giờ có cái Hà Anh màu đỏ mà vắng của cô mấy lần rồi mà nhắn lên là phán Hà Anh hay Vũ Nguyệt Hà Anh rồi, đáng vắng lắm. Là bạn phán Hà Anh hay Nguyệt Hà Anh đó.
Thì hỏi lại chắc ăn không hơn rồi, nhắn lên rồi phán hà em có rồi, có nghĩa là vẫn nguyên hai không hơn nữa, có nhắn tin trên nên cuối cùng cả hai anh đều xác định là em có mặt này. Rồi number nguyên hai anh có rồi, đang thiếu một ái nữa, khi nào em mong muốn rồi em à. Rồi thôi được, đáng nói có 32 đáng thiếu một bạn nào nữa hay là ai đó là phát phong thôi để tí nữa ra lại. Number one. Anh Quân, please, can you explain? Vậy cô nhắc nhá khoan. Các bạn biết đó chúng ta phát biểu ạ. À, để những bạn khác chưa biết là nghe. Không bạn cứ ngồi im không được. Từ cái phát biểu là cô giảng mai đó nè. Nếu không học được thì mới. Ừ. Anh Quân à. Điều chưa? Em có cho nó ăn gì? Why? Em đi có em có đó từ union phát lệnh nghĩa là cơ cộng đoàn. Flat. Flat Ừ. là lá cơ. À, Ok. lá cơ là cái duy nhất của một tổ quốc. Đúng không? Yeah. Ok. Unite. Flat là lá cơ. National flat là cơ quốc gia. Đó, đấy, cái này là nhắc tới ai không biết. Vì vậy chúng ta phải dùng giờ. Ai làm giờ? Câu này câu nào cứ 17, 18 người sai cả. Câu thứ hai. Raise your hand. Tham duyên, please. Em thưa cô là à, Why? tại vì là ai luôn là ý là thuộc nguyên âm, can trí là câu là phụ âm, từ cuối là thuộc phụ âm Nên ta dùng nên ta dùng à. Very good. Thank you. Number 3. Number 3. Raise your hand. Đây thì các bạn giơ tay phát biểu đi ạ. Thuộc quyền please. Là cô bán gần đấy Why? là tục phù ẩm thì nó gái chân ảnh là con cháu official là người làm nó chân ảnh đó. Ok, excellent. Tôi có một loạt danh sách, tôi có một cái danh sách nói về những cái nơi mà tiếng Anh được dùng như ngôn ngữ chính thức. Đúng không? Official, một ngôn ngữ chính thức. Elite. Rồi, câu thứ tư. Vũ Hà Hán, Trong thành phố em nghĩ là cơ giới please. Why? New Zealand là tên của một quốc gia, một chủng bảng nào đó. Còn suy tính chứ cái đâu là phụ ấn cái tiếp theo nữa, present nữa. New Zealander là người New Zealand chứ không phải một bán một nước đâu ạ. À. Đấy là có người này, người New Zealand là một cư dân citizen của New Zealand hoặc là một người mà có nguồn gốc từ New Zealand. Vì vậy ở đây một người New Zealand không thể là giờ được mà chúng ta phải dùng ở New Zealand is là một người. À, vì vậy đáp án đúng ở đây phải là C chứ không phải là D, phải C. Còn về sáu thì bạn đã phân tích đúng rồi, à phân tích đúng rồi, còn đâu đâu phải là ở chứ không phải là giờ, bởi vì một người New Zealand chúng ta mới làm xác định được. Đó, câu thứ năm. Câu thứ năm. Raise your hand. Phương Thanh, please. Em có câu nào là cứ sẽ qua Why? bởi vì là đầu tiên là có từ lá kết là số sinh nhật nên ta đến giờ con là từ quyết quyết tân hệ mỹ thuế như là chỉ một duy nhật. Excellent. Nhưng mà từ này ta đọc là lá gì? Lá gì? Not lá ghét nhá. First lá gì? Thank you. Number six. Number six. Raise your hand. Giơ tay phát biểu đi ạ.
Câu 6 đó. Minh Hằng, please, can you? Em vừa coi em cho đậm ăn dễ. Why? Em thưa cô là vị trí thứ nhất em nghĩ là nên đến giữ, tại vì đấy là Đó. Có nghĩa là em đang phân vân đáp án B và đáp án C đúng không? Bởi vì nó bắt đầu là một ẩn argument. Đấy. Vì vậy là chỉ phân vân B hoặc là D thôi. Nhưng mà ở đây common travel area đã xác định chưa? Em có biết không? Cô có biết không? Đó. Vì vậy cái này lần đầu tiên được nhắc tới. Common travel area is arrangement between the United Kingdom and Iceland là một tổ chức giữa hai cái khu vực du lịch chung của hai nước, của hai bang ấy, United Kingdom và Iceland. Vì vậy cái này chưa xác định nên chúng ta phải dùng be chứ không phải là đi. Be a common travel area. Đó là sự nhầm lẫn giữa xác định và không xác định cái duy nhất, cho nên là bạn bị sai câu thứ bảy ạ. Câu thứ bảy chúng ta xem tiếp những câu tiếp theo để phát biểu ạ. Number 7, những bạn khác nào phải đi quay lại cửa hải bà cái bà này. Number 7. Xem. Phương Nhí, can you? Em cho cô là cô bài em chọn đáp án C. Why? Em cho cô là ấn ấn là bởi vì là ai chỉ bé là gỗ nữa là có á là nguyên âm. Ok. Tiếp. Con Rồi. giờ thì em chưa. Vậy thứ nhật em chưa biết. Dạ. Ok, Philippines, the Philippines là người Philippines. Vì vậy, the Philippines là đất nước. Philippines này có swing of over 7,100 Iceland. Vì vậy, chúng ta sẽ dùng the Philippines là một cái tập hợp của cái đất nước Philippines. Nó gồm có 7.100 hòn đảo ở phía nam của châu Á. Câu thứ 8. Câu thứ 8. Mời trong đó. Dạ, cô em chọn câu cô B cơ. Why? Vì sự âm đầu là chữ D nên là sau đó là chữ sau đó chữ B cũng là một phụ âm nên ta chọn ờ, còn chữ Australian bắt đầu từ một nguyên âm nên ta chọn N. Ok, thank you. Excellent. Number 9. Mời Thiết Bảo đó. Câu thứ 9 Dạ, đó. em còn một chữ em còn cũng dễ Cô dễ. Vì sao cho cô dễ? của
Bây giờ câu hỏi này bảo này, vị trí thứ hai là bắt đầu là chữ gì? Bây giờ bố ạ. Bây giờ bảo là vị trí thứ hai là Vị trí thứ hai của cô chị bắt đầu là chữ gì? Vị trí thứ hai của cô chị bắt đầu là chữ gì? Gái gái Ok, thank you, Thiệt Bảo. Thiệt Đặt máy chưa? Mạnh Vũ đâu? Mạnh Vũ. chào thưa cô là wow. Why? Vì đâu thế ạ? Đừng bây giờ là có phụ ấm đừng được con áo vui đen thì là có nguyên năm đừng được rồi Thank you. Abundance là nhiều. Từ này nghĩa là nhiều abundance. Một ký những cái cuộc sống hoang dã rất là nhiều ở Scotland. Number 10, nine, number 10. Number 10. Tôi anh please. Number 10 D. Why? Cô mới đấy bởi vì cái đầu tiên là in in nó bắt đầu bằng chữ ấy. Tại vì điên ăn trộm con mẹ mơ là phù hợp, tại vì điên ở con là gọi là free speech không mình quyết là dành tư diễn tại vì điên nhớ. Ok, excellent. Đó là 10 cái điên ơ ân và giờ trước các tên nước liên bang đó. Và cái duy nhất rồi là chữ tên riêng vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tìm lỗi. Cái tìm lỗi này cũng có câu khó, có câu dễ đúng không? Bây giờ number 11, bạn biết rồi, bạn chờ tay phát biểu đi ạ. Nhớ tay phát biểu đi. Number 11. Thục Quyên, please. Anh cho cô còn không cho nó rất Chưa nghe rồi mà. có mấy một đánh cho nó bắt hạ cô ạ. Why? Cô có lợi ứng lên mình là nghe án chuyện người là phần dân sự chứ không dân sự cô. Em cho là bạn á, bởi vì người á. No, not right. Khắc hiểu please. Can Em thưa cô là em cho là em chưa biết you biết no who can raise your hand xem ai biết nào. Phạm Duyên please can you. Phạm Duyên. em cho anh cô giấy rồi. Why? À, tại vì là có từ Từ nào? nó sao Ẹt á. Từ ẹt thì liên quan đến cô dễ. Ok, thank you. Tuệ Anh, can you? với em được coi em cho ít như vậy của Why? em được coi thì em nghĩ là phía trước là có dạy từ số như thế nào thì đòi về thì chỉ có Excellent. Thank you. Bây giờ ta có nhá, im lên là một đất nước. Nước ai được? Hoàng Hải ơi, tặng mấy em. Chị Hải Hoa à, ok. Ở đấy nhá, nước Anh có một
nên kinh tế rộng lớn thì phải là của nó chứ không phải của họ được, nên là đấy phải là it chứ không phải là rẻ. Đấy là dùng tính từ sở hữu, à, tính từ sở hữu đó. Đó, phải là ít chứ không thể là rẻ. Đó, thấy nào là ít. Tiếp tục ạ, à, câu thứ hai. Câu hai. Nhưng bạn khác nào? Mai Trang, please. Bây giờ có 12 em không? 7. Why? 7 không hợp lý á, bởi vì dịch nghề thì là Hamilton muốn đi Mỹ, nhưng mà đi Mỹ và anh ấy không có đầu tiên thì không phải, mà phải là những Excellent. Thank you. Câu này là phải hiểu chứ không phải liên quan đến ơ ân đúng không? Number 13. Muốn đi nhưng không có tiền. Number 13. À, please. em được cô em nghe hỏi cô bé Why? à cô sẽ cô ạ Ừ. cô sẽ Why? center này là trung tâm em nghe là in the center Okay, đúng excellent. Very good. Phải là the center. Trung tâm của thành phố là the, không phải ơ. Đúng không? Là phải thấy bằng the. The center. Number 14. Trong place can you? Ngọc Rồng. nhớ cô em chọn câu C không? Why? Cô vì là tiếng web đã được xác định trước nên ta câu C anh không đúng rồi. Phải chữ giờ. No, not right. Ở đây là một ngôn ngữ chính thức official, language unofficial. Not right. Another. Khó hiểu, can you? Khó Chưa, hiểu. em chưa. À, chưa biết. Tôi anh. Dạ, em thử có lúc có mấy một bình lý đó. Hồi Tôi lý thấy nó cũng nó xài em không biết rồi. cũng biết. Ok, đáp án này. At Wales. At Wales là cái gì các bạn? Wales Tài luôn. đó. Đất nước nó. Wales là một nước nó. Một nước mà trong vương quốc Anh nó có Iceland, Wales, Scotland và England. Thì nó là một trong những cái nước thuộc bang United Kingdom. Vì vậy là một tên đất nước thì phải dùng mà giới từ gì? Nhiều Dạ. không giới tư mà giới tư đứng trước nước nó phải giới tư gì In. à, in in cái này là gió là đáng học về màu tư mà cố ra nó liên quan đến màu tư nên em nó biết đúng không. Ở đây là trong bài những nước nói tiếng Anh, vì vậy là trên đứng trước nước là phải in nói ất. Câu thứ 15. Câu thứ 15 nào. Câu này, ai biết? Bạn Ngọc Trọng đó, câu 15 Ngọc Trọng có biết không? Cô em chào cô B. Why? Cô B là một trạm tấn
mà đây cần danh từ cơ, Danh từ à, hay là tính từ? một tính từ cơ, do Ok. nhà hơi ồn. Excellent. Đó. Ở đây nhá, actually là một tràng từ mà chúng ta cần một tính từ để đứng trước chữ battle. Vì vậy ở đây cần một tính từ mà người ta dùng tràng từ, vì vậy chúng ta sẽ bỏ đôi lý đi để trở thành một tính từ action, chúng tràng từ được. Câu thứ 16. Câu 16. Mời mái tráng đó. Có mấy sao em tròn à? Why? Bởi vì important bắt đầu bằng nguyên ấm thì ta phải dùng ấm. Excellent. Thank you. Câu thứ 17. Câu 17. Mời đi trở lại cho mấy bạn ý hay những bạn khác đi. Mời bạn Phương Khánh không? Em có mấy bài em cho anh câu á của Why? bởi vì là em câu có nghĩa là nhân dịch của thi quá khứ đơn nên là á nó xài Em phải sửa thành gì? sẽ một cân Sẽ bảo cân là thi nào? quá khứ đơn. Quá khứ đơn là sẽ bảo, cái mày sẽ bảo cân. Sẽ bảo cân là của cột bá rồi, thì hiện tại hoàn thành rồi. Anh ta vẫn nói tiếng Anh. Thì ở đây ít nhất, giả sử như bạn không biết thì quá khứ ấy, thì hiện tại anh đi. Thì bạn thấy chữ hi đi với chủ ngữ là hi thì động từ này phải chia, một là thế mẹ, hai là đưa về quá khứ, ba là phải thi hiện tại hoàn thành đó. Mặc dù rơi đi 20 năm rồi nhưng vẫn nói được tiếng Scotland cổ, vì vậy là ở đây phải dùng sai là chữ speak đó, sai speak. Câu thứ 18 mà biết mà cũng không có biểu nhé, điểm nó phát biểu, gọi tới mới phát biểu. Thục quyền please. Cậu Không biết. lắm Anh nói giờ nhưng mà khác nào? Ai biết đâu? Khắc hiểu à? Khắc hiểu biết à? vậy chứ không có em thấy. Thầy nhớ cái nhưng bạn hát mai biết à, mời bạn trọng nào. Giờ em chọn cô B. Why? Dạ, với the rest là một động, trong này là động từ, đã so sánh động từ là vấn đề này phải thêm ly. Excellent. Đó. Cái này thì bạn trong luôn tìm được đá lỗi, bởi vì ở ngay câu 15. Thì nếu bạn không biết, các bạn không biết là các bạn phải ghi chủ vào vở của mình. Đó. Bổ sung cho động từ chúng ta cần một tràng từ, và bổ sung cho danh từ thì chúng ta cần một tính từ, và vị trí này direct là mặt, là một động từ, vì vậy chúng ta sẽ cần một tràng từ, và từ này là phải thêm đuôi ly. Bạn nhớ nè, more individually, vì vậy á là bạn phải biết được chức năng của từ ở trong câu. Nếu cần đấy là một động từ thì chúng ta cần một tràng từ để bổ sung ý nghĩa. Còn câu 15 là chúng ta có một danh từ, vì vậy chúng ta cần một tính từ để bổ sung ý nghĩa. Mà tràng từ là được thành lập từ tính từ bằng cách thêm đuôi lý vào. Nên là bạn phải ghi chủ vô vở đó là danh từ. Thì cần một tràng từ để bổ sung, tính từ để bổ sung ý nghĩa. Còn động từ thì cần một tràng từ để bổ sung ý nghĩa. Và tràng từ thì thường thêm đuôi lý vào. Vì vậy chúng ta sẽ có more individually. Câu thứ 19. Câu thứ 19. Câu này mà mọi thầy bạn Phương Thái phát biểu nhưng bạn khác. Để gọi là này nhưng thầy chưa thầy phát biểu lần nào. Mời bạn Thảo đán nào.
Cô chọn chọn nghi thôi nha cô, chọn Ừ. xin nghi thôi. Sai ở cái câu bé á cô, À, vai. bởi vì kiểu nó cần thêm một đó cô, bởi vì làm người là số ít. Nó số ít mà gọi là tỉnh thì À in okay. thì em sẽ sửa như nào? Bớt chữ mốt rồi là thêm tơ vào sau láng cơ. Excellent. Ok. Từ này á, là một tỉ từ ngắn vì vậy chúng ta không dùng most, mà chúng ta sẽ thêm ester vào sau chữ là. Kết thúc là e rồi thêm sơ tơ vào là được. Sơ lá gị. Đó. Mà rồi theo dư mình nhìn là chứ con học được làm không làm được à? Câu 20, câu cuối cùng ạ. À? Nên là thấy mình được 90 nhiều rồi nhưng ra đây nó hơi khó tí là không biết đúng không? Câu 90, à câu 20. Xem nào. Nhưng bạn khác thể thấy cho thấy phát biểu rồi đi lại cứ có mấy cái bạn này. Phúc Hải, please. Dạ 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 Phúc Hải cho ra bạn nào. Cháu cô là cho chọn đáp án B Why? ạ. Cháu không biết gọi thì chẳng bừa. Làm vừa. Thank you. Another. Who can? Raise your hand. Minh Hằng, please. Em thưa cô John đã bán bé. Why? Em thưa cô là Australian này là toàn điên ảnh với tên chữ. Phải đến ăn nhưng phải đến giờ à? Tại nào này không được đến giờ đấy. Ở đấy các bạn nhá, cậu thử 20 này này là còn một bạn nữa mà xem à, cho bạn phát biểu rồi mà mời Phạm Duyên đó. Em Em cho Phạm cô Duyên em cho cô sĩ why? tại vì là sáu ấn là cộng với danh từ số ít Mà cô sẽ họ để dành từ gì? danh từ số nhiều. Đúng rồi, rất tốt. Element là người ta thêm s vào là số nhiều. Nó mà đi về ăn được, đúng không? Phải bỏ s đi. Đó. Làm tiếng Anh có đôi lúc không hiểu mình đang làm gì, nhưng mà nhìn vào cổng trục ta mình có đáp án đúng đấy. It's an element là một yếu tố của Irish Dashen. Thì ở đấy là vì do cái bài tập này á, nó liên quan đến lịch sử và các nước trên thế giới nói tiếng Anh. Cho nên có những cụm từ là bạn không hiểu lắm, đúng không? Hiểu lắm. Nhưng mà chúng ta học là dựa vào cấu trúc. Vì là nhìn thấy ân, thì không thể thấy mẹ được. Đó là số ít. Đó là 20 cái câu mà cô vừa kiểm tra lại cả ơ, ân và giờ. Và đồng thời, ở trong bài 12 đó, chúng ta học về các cái nước nói tiếng Anh nên là làm cho bạn khó hiểu, nhiều bạn là không hiểu vì cách sử dụng tính từ và trạng từ lâu ngày rồi tự nhiên cô bài tập nên cũng biết à. Chúng ta lưu ý cho thì để hồi nữa chúng ta sẽ làm bài tổng hợp bài 12 thì nó khó, tất nhiên thì có cú khó cú dễ chứ không phải tất cả đều khó à. Bây giờ cô sẽ lấy điểm của hai cái bài này để chúng ta tiếp tục sang phần khác nhá. Cô lấy điểm trước, đó là điểm Điểm một triệu trên là không? điểm bài cũ khi này và điểm mãi cho ta đây, điểm bữa trước sao em? Điểm của buổi trước là Bữa trước nó có điểm gì ấy hả anh Quân? Điểm bài tập á hả? Hay điểm gì? Điểm bài tập bữa trước á hả? Cái đó để giáo nhá. Bây giờ lấy hai cái điểm của bài nghe cái nào nào. Anh Quân, em mơ vì sao Hương Thủy, các bạn có mấy cái bật mic nói nhá, con không cố
cứ phải ấn like để bị ấn vào để vào điểm được mất thời gian của các bạn ấy. Khắc hiếu tạm quá, bài thấy họ hả mấy nhang mười bọn mình nắm mất rồi đã hiểu tay nắm mấy nhang bộ nên là phải nắm rồi. chứ Có. hăng. Cho em trừ cái số bạn thành số 6 có. Bài 6. 6 Đấy sáu à, ok7. Dạ. rồi anh Sơn. Chị nằm. Hương Nhi. Bài với chị Ngọc. Hà Anh. Phi Tiên. Đâu vào nó vặn. Mà thôi nó khỏi xem lại sau. Phi Tiên này một con sậu với mấy điểm. Bảo Hoàng. Bài tạm. Tạm nên là điểm bài cô thế này à, con đang 7 điểm à. Tuy anh. Mưa gì bậy của Mai Chi. Hà Anh. Ở các bạn cứ nhận ra đấy là cô mất thời gian nên ảnh lên ảnh xuống. An Nguyên. Nào? Bạn nào vậy? Mai Trang. Bởi vì chọn phi nám mà. Người này ra đây hơi khó thì này. Nhật Thúy đó. Hà Trang. Bốn phẩy nám ạ. Phúc Hải. 48 ạ. 48 em. Mạnh Tú. Mạnh Tú thấy được mấy điểm. Đâu. Phục Quyên. 10 giờ 5 giờ. Phương Thanh. Chị em sao có Văn Đại. 53 có. A có Trân. 53 có. Nóng với bà. Trân Duyên. Phạm Duyên. Sao nằm có. Nóng à. Ngọc Trong. Chạo phiền lắm quá. Tự nhiên bên ấy có điểm đó. Trong. Có 17 cơ. Phương Linh. Thời gian các bạn. Phương Linh mấy điểm này em? Bảo Ngọc. Một bài chữa chọn. Mạnh Vũ. Các bạn cứ nhận đến nốt chat bạn mở mà cho nói nhận nốt chat có mất thời gian đấy đến để mở đến đọc. Mạnh Năm Vũ. mươi mươi, năm mươi mươi có. Thiên Bảo. Chị mười hai luôn. Anh Hải thế này. Trúng Dũng. Bảy hai con. Hà An.
Mày em? Mười. Được một con nữa thôi à? À. Quỳ Hưng. Nhìn với 3,5. Hào Đan. 10,3,5 cô. Điểm cao rồi. Ok, bàn cái bàn phạm duyên cái này nhận mấy điểm với lại chị với bá vậy. Đó, con nó bá với hái đấy. Đó là vừa rồi là chúng ta ôn tập lại cách sử dụng mao tư ơ ân và giờ. Và bạn nhớ là đối với cái bài 12 này là liên quan đến các nước nói tiếng Anh trên thế giới. Và cái bài bây giờ chúng ta sẽ vào làm đến bài tập bài cho ta. Cái bài tổng hợp của bài 12 để xem lại khi nào giờ chúng ta ôn tập với mao tư như vậy bạn đã vận dụng được chưa? Trong khi số lượng câu cô đưa ra cùng liên quan đến mao tư ạ. Ân và giờ thì bạn nhớ cách dùng như thế này. Nếu nhìn thấy thấy mét thì không thể dùng ân đúng không? Rồi đó thì bắt đầu là nguyên âm thì không thể dùng thì đó là những cái lập luận cho bạn để bạn làm bài tập. Bây giờ chúng ta vào hộp chat để lấy đường link. Để lấy đường link làm bài tập cho cô. Cố gắng đạt điểm tương đối, đừng có để hai ba như lúc ở nhà nhá. Để cứu cái điểm của mình. Đừng có để nó thấp quá. Bạn vào hộp chat này đứng lấy nhá. Cô ơi, trả giấy lời cho em đi cô. Ok. Ai mà không có được thì chúng ta bảo để cố gửi à, cả ảnh đấy nhá. Để cho bạn làm cho cái Mật khẩu mấy con? số 1 nhá. Có nghĩa là hả án là muốn bị và ai ta làm kém vào được hả án? Không. Vì có thấy nhiều là em cứ nói em không vào được rồi này. Mà đang ấy các bạn vào được bình thường mà em không vào được rồi. Thôi để có gửi trên bây giờ chúng ta cũng xem kết quả làm bài của các bạn nhé. Còn bạn Trần Duyên nữa. Em làm trên app rồi, ok. Không cần làm nữa. Rồi còn em Trần Duyên đã nộp bài chưa nào? Bây giờ chúng ta cũng theo dõi cái điểm của mình. Và cái đề thi. Bạn hiểu khi nào có hỏi không thầy trả lời. Hiểu đâu rồi? Dạ có. Đây khó quá. Hả? Em bình chầu bình thường ạ. Thôi bình thường nó điểm thấp rồi. Em man em nó hiểu được không? À Thì đấy, các bạn này này, các bạn Phương Nhi, bạn Phương Nhi suy nghĩ rất là trầm đúng không? Trầm mà chắc được chị điểm hai đấy, Mai Trang tạm điểm tư nữa. Rồi anh tạm tư. Bạn Trọng thì rất là nhanh, bạn Trọng thì khi nào nhanh nhất nhóm. Nhưng mà Trọng được 9 điểm. Và các bạn thấy là những cái bài này nó nộp 6 đó toàn điểm cao đấy. Trong khi đó vẫn bị một số bạn thiếu điểm. 8 điểm, 9 điểm cũng nhiều và thiếu điểm cũng nhiều. Đây chúng ta cũng xem thống kê nhá. Xem câu này bây giờ chúng ta sẽ không kịp để chừa đề chi tiết. Vì vậy các bạn nhìn cho cô cái câu mình bị sai. Ghi ra vào vở.
Sau đó bạn lên Zalo xem lại những câu mình bị sai cho cô. Để buổi học tiếp theo chúng ta chưa nhanh. Và bạn muốn được nhiều kiến thức và học nhanh thì khi quá trình học các bạn phát biểu cho cô gái. Biểu nhanh thì là mình tiết kiệm được thời gian. Bạn ghi lại những câu mình sai ạ. Ví dụ bạn ghi số bộ số 1 gồm có Nguyễn Hà Anh, Phúc Hải, Phương Linh và Tú. Rồi ghi vô số 1 để hồi nữa là mình ra đến Zalo xem người cô 1 nó câu gì để mình sai. Mà các bạn thì đúng cả mình sai là 27 bạn đúng và 4 bạn sai. Tương tự à, cô hai nhìn đi ạ. Hiểu là sai cô hai rồi nè. Xem tên của mình ở đâu, ghi ra cho cô. Ghi ra và lên Zalo làm lại những câu sai. Để buổi học tiếp theo chúng ta tiết kiệm được thời gian. Đó. Bài phát âm nó hiểu sai cả đó nè. Hai câu luôn của hai của ba. Tôi anh nhá, xem thử mình sai câu nào. Trong sai mất 5 câu xem thử mình sai câu nào. Nhìn tên mình ạ, à, để ghi ra cho cô ạ. À. Tôi anh sai câu 8 mình ấy. Đã nhìn thấy tên nha, có nhanh qua nếu nhanh qua chúng ta nói nhá, không cố lên lượt nhanh chứ kịp nhìn thấy tên mình. Phạm Duyên á, Phạm Duyên sai của câu của 10 mà cả có trong đó có Phạm Duyên có 3 người sai mà trong đó có em á Phạm Duyên à. Có lẽ em nhầm lần à. Câu 13 nhiều người sai, 17 người sai. Tùy anh sai câu 13 đấy. Hằng, Minh Hằng sai câu 13. Thục Quyên sai câu 14. Đó. Ngọc Trọng câu 16 đây, Ngọc Trọng sai cả có 4 người sai mà trong đó có Ngọc Trọng với Mai Tráng này. Đó, ghi kịp chưa, nếu nhánh qua nói nhá, Ngọc Trọng sai câu 19 đây này. Câu 21, 12 người sai, trong đó nhiều bạn khá đóng lợp vì sai đấy. Nhiều bạn học khá vì sai, mệt lý do gì? Rồi. Câu 22. Bữa nay Thục Quyền sai nhiều câu rồi. Rồi, câu 23, học hiệu nữa. Câu bất nguyện hiệu nữa. Tôi anh sai câu là Ngọc Trọng này. Câu 23 là 18 người sai trong đó nhiều bạn khả. Để ý những câu này à, sau đó bạn lên cho lô để xem thử là tại sao mình sai nhá. Câu 25. Đó. Câu 28. Câu 29 này có 4 người đúng, 26 người sai. Câu 29 thì cố xem với câu 29 là câu gì, có lẽ bài đọc phải nghĩ là bài đọc thôi, để xem với câu 29 rồi ghi tên mình có số câu sai đi à, để mà vào Zalo mà lấy mà chừa bài à. Bạn ghi tên mình vào, sau đó chúng ta sẽ vào Zalo để xem lại đây tại sao mình sai. Cái câu 34 này có 7 người sai, trong đó có bạn Ngọc Trọng nữa. Mà Ngọc Trọng thì sai vào những cái câu mà ít người sai này. Và cô sẽ lấy điểm nhá, bạn bạn xem mà ghi vào để cô sẽ lấy điểm, bởi vì buổi này là buổi thứ 20.
Nên là cô mới đang cần cái điểm để chúng ta tổng kết khóa, nhận xét khóa học. Nên cô sẽ lấy điểm vào trong hệ thống. Anh Quân ơi, tặng mệnh em. Có nhanh quá không ạ? Ghi kịp sổ cầu mình sai chưa? Thấy tên mình đâu là ghi nhanh. Có 47, 20 người sai. 48, 47, 48 là viết lại đó. Đó. Đó là về sổ cầu bạn bị sai. Bây giờ chúng ta xem điểm thống kê khá tốt. Nó điểm thì sai thì tương đối nhiều nhưng mà bị đều hơn là bài hôm trước. Mai Trang 84, Phương Nhi 92, Tây Anh 84, Hà Trang 84, Trần Duyên 6, Thục Quyên 86, Phạm Duyên 8, Thiên Bảo 2,6. Thiên Bảo nó phải làm lại em ạ. Quốc Vương 7, Hà Anh 32, Minh Hằng 68, Hiếu 68, Minh Hằng 76, Phương Linh 42, Hà Anh 58, Mai Chi 84. Anh Huân là của bạn nào? 64, Tổ Quân 7, Phương Thủy 44, Hoàng 8, Phúc Hải 6, Tù 2, Mạnh Tù đấy phải không? Anh Sơn 48, Mạnh Vũ, Mạnh 6, 8, 6. Quỷ Hưng 34, Ngọc Trọng 9, rồi của ai đấy không biết tên, Trung Dũng 42, Văn Đài 6, có nghĩa là bị mất điểm bình quân của chúng ta Cô đấy. cho anh quên rồi mà. Sao em? Anh Quân có ý kiến gì? Cho em lên coi cái like cái điểm. À, quả là cái điểm. Thì chúng ta bị mất bàn này, thiếu điểm này. Bàn Trung Dũng là một, bàn Đức Bình nên là của ai này? Bạn Quỷ Hưng là 2, bạn Ánh Sơn là 3, bạn Mạnh Tú là 4, Phương Thủy là 5, Phương Linh là 6, Tổ Đao thì Tổ Ngà nên là của anh Quân gì? Anh Nguyễn 7 điểm cô nha. ạ. Hả? Anh Nguyên của anh Quân là gì? Anh Quân đâu? Đấy. Đó. Rồi bạn Thiên Bảo, Phán Hà Anh là những bạn cần phải cố gắng các bạn ạ. À, bây giờ cô sẽ lấy điểm cái này nhá, lấy điểm ở đây là bạn nhớ lên Zalo làm lại cái bài này cho cô nhưng câu sai để buổi học tiếp theo chúng ta phát biểu để nhanh chóng mà chừa bài ạ. Anh Quân Sao bị bộn nữa. nhưng bạn thiếu điểm nó cần chú ý ạ. 68 ạ. Minh Hằng, 76 ạ. Anh Sơn, 48 ạ. Phương Nhi, 9,6 ạ. 9,6 hay 9,2 em? À, 9,2 chị. Ừ, cô vẫn đứng nhớ 9,2 mà. Hai anh Phi tiết rồi, Bảo Hoàng, Bảo Tám Hoàng, tám tám Bảo Hoàng cái quá trình học phải phát biểu này em này, em ít khi phát biểu lắm, cô gọi tới em phát biểu tôi anh, tám Mai Chi, Mai Chi mày điểm em, tám phẩy bốn à anh. Rồi các bạn tích lên nó chạp xuống là nó lại bị lồi. An Nguyên, ngoài đẹp quá. Mai Trang, Phê Nhật Thúy,
Nhật Huy mấy điểm em? Hà Trang. Tám điểm tư. Phúc Hải. Phúc Hải mấy điểm? Không. Mạnh Mạnh Tú. Mạnh Tú 2 điểm vậy. Mạnh Tú 2 điểm, 2 vậy. Phúc Quyên, Tạm phải sao cô? Phương Thanh, Bài có Văn Đại, sao Trần Duyên, Phạm Duyên. tạm của Nhờ chín cơ. Phương Linh. Phương Linh mấy điểm em? Bảo Ngọc. Nắm tạm. Mạnh Vũ. Tao phải sao cô? Hiến Bảo. Thế mà mày điểm Trúng Dũng. Nhưng Quân bạn Hải. mày em ấy 4,2 Quân không? Hải. Có phải 4,2 không? Mình bốn hai Hà An. Quỳ Hưng. ba Ba năm cô Bá mày em. ba phẩy bốn Thảo Đan. sáu Thảo phẩy Đan. tám cô À, bàn bàn chiến bảo mấy điểm ơi. Cũng nhờ chính xác bàn chiến bảo mà bàn chiến bảo có lại ra khỏi phòng thôi. Không có điểm. Hương Linh là 4 điểm mấy đây? Hương Linh hai là 4,2. 4,2. Còn thứ hai bàn làm ai đó mà ai nhận nào mà Nhật Thúy 6 điểm, còn ai nữa? Cái bàn Bảo Ngọc đi mày điểm là hay à, làm tạm rồi như bàn Nhật Thúy phải không? Nhật Thúy 6 điểm à. Rồi ok. Có bạn bạn nào chưa có điểm hôm nay nữa là có bạn bị thoát ra không, không có điểm. Đó là bạn Thiên Bảo. Ok. Thế thì bạn nhớ nhiệm vụ của mình vào Zalo để xem lại nhá. Cái đề thi mình sai chỗ nào và sửa ạ. Và chúng ta sẽ dừng buổi học tại đây. Goodbye, see you later. Dạ cô. Goodbye.